Chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại video hướng dẫn cài đặt sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Danh Đặng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cho bộ điều khiển turbo IPFC 147. Thì đối với bộ điều khiển này á, chúng ta sẽ có là 3 cấp độ chúng ta cài. Thì để vào được cấp độ đầu tiên á, sẽ là level 1. Thì để vào được phần cài đặt á, chúng ta sẽ ấn giữ nút button xuống và nút cái bên phải này khoảng 3 giây. Đầu tiên trên màn hình sẽ hiện ra là password. Password ở đây chúng ta sẽ có hai password. Nếu các bạn chọn password là 10 á thì chúng ta sẽ chỉ cài được lấy cái level 1 thôi, còn nếu các bạn cài password là 11 chúng ta sẽ cài đặt được cả 3 level. Ở đây mình sẽ chọn là 10 trước đi nha. Tiếp theo á, sẽ là change password. Nếu các bạn muốn thay đổi cái mật khẩu của mình á thì các bạn sẽ chọn yes, còn ở đây mình sẽ chọn no thì mình không có thay đổi. Tiếp theo á, là sẽ là chọn cái hệ số của cái city sơ cấp. Thì ở đây mình chọn khoảng 50. Các bạn sẽ chọn theo cái thông số của cái city của mình. Tiếp theo là chọn hệ số city thứ cấp. Thì là sẽ có 5 hoặc 1, thì tùy theo cái city bạn đang sử dụng là bao nhiêu thì mình sẽ chọn bấy nhiêu nha. Tiếp theo sẽ là chọn mạng kết nối. Thì ở đây thì mình sẽ chọn LL hoặc là LN. Ở đây mình sẽ chọn LL. Tiếp theo là chọn góc bù. Thì cái phần nhận góc bù này á, thì mình sẽ có một cái bảng cho các bạn chọn mà mình sẽ để nó ở bên góc phải của màn hình. Tiếp theo á, là chọn cái điện áp. Thì ở đây là tại mình lúc nãy mình chọn LL á, nên là mình sẽ chọn là khoảng 400, tại vì cái hệ thống của mình đang ở đây là 400, còn hệ thống của bạn là ví dụ như bạn đo là 309 thì bạn nên cài 309 nha, để cho cái thiết bị này nó tính toán đúng cái công suất và tính toán đúng cái hệ số công suất thì cái việc bù công suất của mình nó mới hiệu quả. Tiếp theo là điện áp ngưỡng. Điện áp ngưỡng thì mình đây là mình sẽ không có thay đổi cái này nha, mình sẽ chọn là không. Ở đây là relay, chọn số ngõ ra. Thì đối với cái bộ IPFC 147 này á, sẽ có là 12 ngõ ra. Thì mình sẽ chọn 12, hoặc tôi hiểu là 3, tùy theo các bạn muốn sử dụng bao nhiêu bạn sẽ cài bấy nhiêu. Ở đây mình sẽ cài là 12 để cho nó tối ưu được cái bộ IPFC 147 này của mình. Tiếp theo sẽ là chọn chế độ hoạt động. Ở chỗ hoạt động này chúng ta sẽ có hai chế độ hoạt động, đó là auto hoặc là hoạt động bằng tay. Ở đây mình sẽ chọn auto nha. Phần tiếp theo sẽ là chọn cách hoạt động. Cách hoạt động thì chúng ta sẽ có là auto tuyến tính hoặc là xoay vòng. Ở đây mình sẽ chọn auto. Tiếp theo chúng ta sẽ cài cái hệ số công suất mà mình mong muốn. Mình ví dụ như cài 9.995 đến 96 gì đó, 96 đi đó, ví dụ vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt thời gian nạp. Cài đặt thời gian nạp thì chúng ta sẽ cài được từ 5 cho đến là 240. Ở đây mình sẽ cài khoảng là 20 đi. Tiếp theo chúng ta cài đặt thời gian xả. Mình sẽ cài khoảng 100. Tiếp theo là cài đặt hệ số CK. Hệ số CK chúng ta sẽ cài được từ 55 đến 100. Đây mình sẽ cài khoảng 70. Vừa rồi mình đã vừa hoàn thành xong cái việc cài đặt cho cái level 1. Thì để cài đặt được level 2 á, các bạn sẽ ấn thoát ra bằng cách giữ nút mũi tên xuống và nút enter nha. Trên màn hình này nó hiện cái chữ này mà lúc đầu mình quên nói các bạn á, là do mình chưa có đấu với lại city á, nên là màn hình sẽ báo là lỗi là không có kết nối với city. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm.